Rồi, mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn yêu thích cây dừa bonsai đến với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh nha. Hôm nay thì Linh cùng với mấy anh em trong hội dừa bonsai Kim Giang họp mặt tại quán cà phê ở khu lắng biển Thạch Giá mọi người. Sẵn đây mình quay những cái tác phẩm của anh em cho mọi người xem nha, mọi người cùng theo dõi nha. Rồi, đây là những tác phẩm của anh em trong hội dừa bonsai Kim Giang nè mọi người. Đây, mình quay sơ lược cho mọi người cùng xem nha. Rồi, mình sẽ quay từng cây cho mọi người xem. Đây là cái cây mini nè. Đây, cây siêu mini luôn mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi, đây là hai cây cũng gáo mini mọi người, nhưng mà dáng hơi cao, lá trẻ nè, rất là đẹp nha mọi người. Bên đây là một cây lá trẻ tiểu cảnh, rất là đẹp nha mọi người. Rồi, đây là một cái cây tam quang, cũng lá trẻ luôn, rất là đẹp luôn. Rồi, cây này là của mình mọi người, siêu mini. Rồi, cái này trồng trong thủy canh, có cái lá cờ luôn nè mọi người. Bên đây là một cây tiểu cảnh đó nè. Cây tiểu cảnh bên đây là có ông già câu cá luôn, rất là đẹp mọi người, lá rất là nhiều, xum xơi luôn. Rồi, đây là mấy anh chị trong hội dừa bonsai Kiên Giang nha mọi người. Đây, giới thiệu mọi người là đây là thầy Sự, chủ nhiệm câu lạc bộ hội bonsai dừa Kiên Giang mọi người. Xin chào các bạn nha. Thì Sự là admin của kênh bonsai dừa trên nào nha mọi người. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Đây là anh Khởi cũng trong hội bonsai Kiên Giang luôn nha. Anh Khởi cũng có kênh YouTube nữa mọi người, kênh bonsai dừa Minh Khởi. Mọi người ghé qua kênh bonsai dừa Minh Khởi ủng hộ anh nha. Anh giới thiệu đi. Hello. Hello không vậy? Hello, được rồi, chào khán giả, được rồi, quen quá mà. Anh Thanh là một thành viên trong hội bonsai dừa Việt Nam mà chuyên làm về dừa hình thú nha mọi người. Kênh YouTube của anh Thanh là bonsai hấu dừa, mọi người rảnh ghé ủng hộ anh nha. Đây, chào chị. Hello. Chị giới thiệu đi. Chị Thanh Liên. Là thành viên trong hội dừa bonsai. Chị Liên là một hội viên của câu lạc bộ dừa bonsai Kiên Giang mà là nữ độc quyền của câu lạc bộ luôn nha mọi người. Đây là cái cây của chị nè, rất là đẹp mọi người thấy không? Dạ. Cây này cũng của chị nữa nè, có cái lá cờ Việt Nam luôn mọi người, thủy canh luôn nha. Anh cũng mới coi. Rồi, chào mọi người, giới thiệu mọi người anh Đen. Anh Đen cũng là trong hội thành viên của hội dừa bonsai Kiên Giang mọi người. Anh có làm những cái tác phẩm dừa mini, rồi cũng có làm bên nhóm sắc tạo những cái tác phẩm bàn xây cho dừa mini rất là đẹp mọi người. Đây là tác phẩm của anh Đen nè, siêu mini luôn mọi người. Đây đây, thấy không? Đây đây, cái này là siêu mini mà bộ rễ độc lạ luôn mọi người. Đó, thôi clip của mình tạm dừng mọi người. Mình chia sẻ cho mọi người những cái cây, những cái tác phẩm của anh em trong hội bonsai dừa Kiên Giang để mọi người xem giải trí. Clip của mình tạm dừng tại đây nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau nha.
thì nó hơn, sợ nó sụp gần, nó phải sụp gần cái thằng hùng bự dài hơn đó.